Ok, xin mến chào quý vị và các bạn. Thì trước mắt quý vị và các bạn là lại một cái đồ chơi mới của Đinh Lão Thực. Sợ quá, dạo này, ông ấy mò mẫm ở đâu mà ông ấy rước về lắm đồ chơi thế chứ. Toàn hàng cổ, cổ kim. Anh nhìn thấy đọc được ba chữ kia không anh? Cái đó đúng là bó tay. Bó tay à? Cái đó phải nhờ những thầy giáo. Đúng là hàng cổ kim thật nhỉ. Rồi, đây là một cái chiếc bể cổ anh ấy vừa mới gọi là để tạm ở đây. Thế là vô tình em vừa mới đến dòm một phát thấy ui rồi đồ chơi mới. Nhận ra ngay. Thấy nhá, quay quay chi tiết cho mọi người xem nhá. Nét hoa văn này. Thấy được cái độ gọi là cổ kính của chiếc bể. Tại vì là chỗ này nó hơi bị sát với tường nên là ai chả đấy, cụ thực. Chơi hàng kim quý gớm. Xem mặt mặt trong này. Mặt trong này thế nào nào, cố mà len vào thôi. Đấy, chữ là ở một mặt thôi. Khiếp quá. Trong kia quá, chị rùa. Úi dồi, kiếp một mấy cái món này sứt mẻ à. Ok đấy, đây là đồ chơi của bác ấy vừa mới mang về ngay trong đêm tối, sợ thế. Thực cái đồ chơi của nó quá khiếp thật. Thật sự là khủng khiếp. Rồi ok, em dừng cái video ở đây nhá. Đấy, các bác cho nhận xét gì về cái bể này thì cứ comment bên dưới. Rồi bây giờ em phải dừng video ở đây. Em chụp bức ảnh làm kỷ niệm cái đã.